hai tiếng một ngày muốn làm việc, chẳng ai cho một công việc nào. Giờ 3 giờ 6 giờ 9 cũng không, đời tôi vô dụng biết chừng nào. Chỉ còn 1 giờ chẳng ai cần, bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan. Giờ đời buồn chán 1 giờ đắng cay, chỉ thấy tủi hơn mà không biết sao. Nhưng kìa Chúa đã gọi tôi làm, vì lòng thất vọng ế chế tim đau. Chỉ còn 1 giờ mà Ngài vẫn cần tôi được dùng chẳng khác mọi người. Ngài yêu tôi hơn tôi từng nghĩ, trong heo ú Ngài cho sức sống. Tình yêu Ngài vượt qua thời gian, Ngài luôn bên tôi chẳng bao giờ xa. Bao nhiêu thì cũng thế, Ngài không quan trọng thời gian dài. Chỉ cần lòng tôi trung thành thôi, Ngài sẽ yêu và chăm sóc tôi. Nhưng kìa Chúa đã gọi tôi làm, khi lòng thất vọng ế chế tim đau. Chỉ còn 1 giờ mà Ngài vẫn cần tôi được dùng.